Xong rồi hả chị? Chưa, để cho cả nhà xem nè. Thì đến thời điểm này là chị An đã xong rồi. 9 phút 44 giây. 9 phút 44 giây. Dạ rồi. Nhưng mà con không hiểu sao mà cái vòng nguyên vòng quấn lại là tự nó làm luôn. Nó làm luôn. Không phải đâu, lúc trước là hai đầu gì nè, người xin với cái con cắt còn có nhiêu đó đó. Ừ. Chạy lắm. Nè này buộc lại đây này, chứ ở đó dài lắm. Xin chị buộc lại hả? Ừ. Nó dài lắm luôn, mà nguyên miếng màng cái màng tủ hôm trước đó mà tính làm mà người ta lại tôi coi người ta xin nghỉ khúc khúc nhất cho chứ hết trơn nghỉ làm luôn. Cái này là cả nhà nghĩ là không có nghĩ là chị An làm không? Đây nè, đây nè, đây đây. Là cọng dây ly lông mẹ được không? Cọng xanh, cọng xanh ha, xanh này ha. Vậy là bây giờ mình sẽ thắt cái bánh ú bằng cái cọng dây ly lông màu xanh. À, bây giờ chưa cô ơi, để con canh giờ cho coi khán giả thấy đã. À, đây đặt lại nè cả nhà, bắt đầu. À, bây giờ cọng dây màu xanh, chị An yêu cầu là cọng dây màu xanh. Đây. À, thắt nè, một cái bánh ú. À, đó. Sao chỉ cho cái kim đó. Để chút nó xả cho coi. Không ngờ cái khả năng của con người là vô hạn thôi cô ha. Mình không có làm được. Không cách nào mình làm được hết. Mình làm tay còn anh xong. Chị An là tuyệt vời. Chị An nữa con thắt vô cọng dây này. Qua luôn là làm mắc kẹt trong cái cọng trong cái bánh ú luôn, không có cần kỹ đâu. Hai cọng hả? Đây nè, đây cọng đó. Để cái nhỏ xíu đó luôn. Xỏ qua cọng chỉ luôn. Rồi cái bánh ú chị An cất ở đâu? À, cái nữa nó xỏ vô trong cái cọng dây đó luôn, mình dở lên luôn. Chị để trên mép nó. Nó xỏ qua cọng cái lỗ đó đó. Cái này là không thể tưởng tượng. Con phải dùng hai từ là đó, sổ qua rồi. Quá nể phục. Nó qua kìa, qua kìa. Đó, nó sổ qua đó. Trời ơi. Ủa, cái hạt đen đen như hạt tiêu của nó mọi người. Nó sổ, sổ qua công chỉ rồi đó, nằm vô ngoài kìa. Chị dỗ sổ qua chưa đầy mấy giây. Trời ơi, có chút xíu là sổ rồi. Hay trời. Nè, thấy không? Nè, sổ. Ê, cái đó mình cầm cái tay mình sổ qua chưa chắc gì được nhanh như vậy nữa. Đúng. Cái thời gian mà mình sổ qua cái đó thì rất là lâu. Quá hay. Thì hiện nay lúc nãy mà chị An mà xỏ vô cái hạt trâu nhỏ nhỏ đó cả nhà. Là nó khoảng hạt cơm khoảng mấy giây. Bây giờ hiện nay vừa thắt vừa xỏ luôn. Hiện nay đến thời điểm này là 2 phút 6 giây. Vậy là chị vừa thắt cái bánh ú, vừa xỏ cái hạt cơm, rồi vừa xỏ công chỉ qua cái bánh ú luôn. Mình cũng không hiểu sao mà cái tài năng gì mà chị làm được đến như vậy. Lát nữa mình hỏi chị An, chị cắt cái bánh ú đâu mất tiêu. Ồ, lòi ra nó kìa. Ôi. Vậy là theo mình nghĩ á, là hiện tại bây giờ chị xỏ cọng chỉ qua cái bánh ú rồi. Không, cái bánh ú vẫn còn kìa. Không, đó. Tức là cái cọng chỉ nó nằm chính giữa cái bánh ú. Cái bánh ú lần nữa mình dở lên. Rồi khi siết lại nó dính trong đó luôn. Có nghĩa là bắt mối để cho cái bánh ú nó nằm ở cái cọng chỉ nằm giữa trước. Rồi mới bắt đầu siết cái bánh ú. Thay vì con người bình thường của mình á, là xếp mình xong. Sẽ siết xong, sau đó mình lấy cái kia mình đâm qua, mình sổ qua. Còn chị là lần cọng chỉ vô giữa trước. Cô hỏi cô bây giờ cô sổ kim được không? Không. Cô mai giá gì thiếu ăn sổ không à? Cái này là dạ cái món ngôi sao ở cái clip trước nè, cái ngôi sao clip trước nè cả nhà. Nó đều do luôn chứ không phải là nó không đều hết. Nó đều ngay cả ở trong cái đường kẻ của ngôi sao. Nó tinh xảo đến vậy.
nhưng mà con cái là mình không biết cái mới nó nhắc vô chỗ cái chỗ nào đó. Cô có hỏi Thúy An thử không? Nó nói nó làm nè được thôi à, chứ giờ nhắc vô mà mình không biết cái mối nào thì nó nhắc vô, nhưng mà mình không biết mối nào nữa. Cái việc vậy làm Thúy An có mỏi miệng không cô? Bó tay. Thúy An có mỏi miệng không? Không. Đó nó làm mặn làm tối ngày đó. À, cái đưa lên YouTube anh. Cái này nè, cái miếng giấy thôi mà đáng lý ra là nó giấu đến nỗi mà những cái mối này nè nó đều hai bên đều do luôn, bằng nhau luôn, đâu có thấy hơn trên lệch đâu. Ta luồn công chỉ hồi trước rồi. Công chỉ là lúc cô mấy chục năm mới bây giờ cô còn không biết là luồn khi nào. Không, nó làm trong miệng mình đâu trong thấy được. Tay. Cũng như cây kim nó xỏ trong miệng mình làm sao biết được, nhưng chừng nào qua thì nó đưa mình lấy ra là mình biết qua thôi, chứ mình không biết nó xỏ cách nào. Phải có điều kiện thì mình đặt cái camera trong miệng chị An Giang chịu không được. Sao cái camera được? Mini á nhỏ. Không được. Khi mà nhai nhai là nó bị lộn, nó xay gì đâu. Khi mà đụng đụng là nó bị xoay. Chị đang nhắm mắt rồi đang suy nghĩ tới đâu này. Không, nó không cần, tại vì nó mở mắt nó làm cũng vẫn được như thường. Nhưng mà một số con thấy là một số cái nút mà đến cái nút khó nè. Không, cái nào khó hết á. Nó xếp hằng ngày, nó xếp hằng đống mà đâu có khó được. Nè, ngôi sao này đó nó xếp nó là màng luôn mà. Ship là nguyên màng luôn hả cô? Nguyên màng luôn nè, cái này là nó xỏ từ hột ha, nó bỏ vô họng luôn một lần là một đống nó xỏ qua luôn nè. Mà nó đi hột luôn, nó đi bàn, đi màu luôn nè. Cái này hồi đó là nhiều lắm đó, tại vì người ta coi người ta xin ngự khúc khúc cắt dưới hết trơn đó. Ủa cái này là cái An làm đó tự xỏ tự làm vậy luôn hả? Tự xỏ tự làm luôn nè. Tôi đang đưa qua đây. Nè, tự xỏ tự làm luôn là miếng màu người ta dài dữ lắm luôn đó. Tao lấy hột đó cho bà xỏ luôn. Ta đi màu nè, thấy không nè, từ hột nhỏ cho tới hột lớn đi đều gan không? Ê, xong rồi chị. Chị ăn xong rồi gì kìa? Chưa xong rồi, nấu xong xả ra. Nè, của người ta đi màu nè, đều gan nè, tại vì hồi đó mấy người kia xin hết trơn luôn rồi. Xin ta cắt hết trơn đó. Dạ. Dạy lắm luôn rồi, ta cắt hết trơn đó nè, thấy không? Dạ. Hay thiệt. Cái này là tự đi màu mà tự nhưng mà con không hiểu sao mà cái dòng nguyên dòng quấn lại là tự nó làm luôn. Không phải đâu, lúc trước là hai đầu gì nè, rồi xin với cái con cắt còn có nhiêu đó đó. Ừ, dài lắm nè, đây buộc lại đây nè, chứ hồi đó dài lắm luôn. Chị buộc lại hả? Ừ, nó dài lắm luôn mà nguyên miếng màng cái màng tủ còn trước đó mà tính làm mà người ta lại tôi coi người ta xin nghỉ khúc khúc với cho với hết trơn nghỉ làm luôn. Cái này là cả nhà nghĩ là không có nghĩ là chị An làm không? Đây nè, đây nay khoảng 7 phút 45 giây. Cái bánh ú này khó hơn rồi sao ha. Dạ, chưa thấy đâu, chỉ mà nó bính kìa nó mới đẹp nữa. Chỉ mà nó bính làm đẹp lắm luôn. Dạ. Đúng là có tật có tài ha. Tài năng bẩm sinh. Có khi nào mà cô nghĩ là sẽ cho chị Thúy An đi biểu diễn đây đó nếu như người ta có lời mời không cô? Được. Nếu người ta có lời mời thì mình đi. Dạ. Nếu chị Thúy An là có thể là đi người bí ẩn hay là kỳ tài giải mã kỳ tài vậy đó. Ừ. Là mong thì cả nhà xem được cái clip này thì hãy chia sẻ rộng rãi cho mọi người biết để mà những cái kênh đài truyền hình lớn để mà mời chị Thúy An đi biểu diễn để mà có tiền để hỗ trợ cho cô cuộc sống đỡ phần nào cô ha. Ừ. Nếu được như vậy thì cô cũng rất cảm ơn đài truyền hình.
xong rồi hả chị? Chưa, để cho cả nhà xem nè. Thì đến thời điểm này là chị An đã xong rồi. 9 phút 44 giây. 9 phút 44 giây. Dạ rồi. Trời ơi, ôi cái hộp đen đâu rồi? Nó mắc kẹt trong chính giữa đó. Đặng mới dỡ cái này lên nè. Nhét cái trong làm nhân rồi. À, nhét cái trong làm nhân, hiểu không? Tại cái, vì không... cái hộp đen là nằm ở trong cái bánh này. À. Tại vì không có hộp đen trống thì công chị công nó sẽ xúc ra. Sẽ xúc ra. Dạ. Dạ. Đây, 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 đâu nhét trong đâu, mở miệng coi em có coi có dụ ơi em không ta. Đây nha. Đây là một cái quá trình tính toán ngay từ lúc ban đầu chị An nha. Mình cắt ra thì nó sẽ gớt cái cọng chỉ ra. Gớt cái này xuống. Bây giờ mình mở ra bên trong được mở không? Mở ra không được. Không biết đường mở. Bây giờ mở coi mở. Em coi cái mối đầu. Để con coi cô, để con coi cái. Có nghĩa là cái hộp cườm thì nó nằm ở giữa cái bánh ú này. Nằm ở giữa cái bánh ú này là một cái nhân. À, bánh ú phải có nhân. Mà không ngờ là chị lại tính toán từ đầu mà hay đến vậy. Em nghĩ là cái... Đó, cái bây cái... giờ em coi cái mối đầu. À... Em biết cái mối đầu không? Không thấy luôn cô ơi. Không thấy cái mối. Cô, mà em mở ra cũng không được mà. Mở không được hả cô? Không. Đây em mở đi. Không, em mở ra. Thôi con làm hư sản phẩm của chị. Không nhưng mà em mở không được. Có nhiều người mở rồi mở không được. Không biết mối để mở. Không biết mối để mở. Gỡ ra từ từ gỡ không được. Gỡ không được. Đây. Ôi sao biết ở đây thôi. Trời ơi. Cô mở được không? Không. Cô có thể mở thử thử. Không được. Có nhiều người ta mở rồi không được. Thì mối nhỏ hay. Ừ. Này mở được nè. Giống rồi. Giống rồi. Nếu con mở được sao chỉ em mở ra được không? À, bây giờ em sẽ dùng cái cọng chỉ này để xỏ những cái bông mai này qua cái hạt. À, không có cắt. Mẹ xe vô đây hả? Từ cái cọng chỉ này xỏ qua những cái hạt bông này. Xỏ những cái hạt bông này vô luôn. Nè, đây bây giờ á. Những cái hạt rất là nhỏ luôn nha. Đây 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 đây. Sợ đây người đây không thấy được cái hạt nè. Hộp cơm. Hộp cơm. Hộp này là hộp dày. Dạ. Rồi, rồi rồi mình chị An cần cái nào thì mình đưa đó, cho chị An cái đó. Rất là nhỏ đây, như thế này đó, nè. Bây giờ. Xóa con chỉ lòi lên luôn. Để dạ quá hay đó, luôn. Đó đó lên kìa. Lên chưa? Chưa chưa. Chưa. Rồi có khi nào gớt xuống không cô, nhờ cô lấy lại không? Không. Nguy quá. Lúc trước giờ sổ không đó, gớt đó, không? Đó, 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 đó. Không. Quá rồi, quá rồi. Rồi bây giờ nãy giờ mình chưa canh giờ, cái tới cái hộp thứ hai thử coi bao nhiêu dây nha cả nhà. Nè bây giờ là cái bông mai này em sẽ sổ qua cọng chỉ đó. Nè, dạ. Qua. Rồi chưa? Quá nhiều tài năng. Tới bây giờ tiếp tục xỏ bông mai hả cô hả? Ừ, xỏ cái bông mai qua công chỉ luôn. Nè. Để lên cái môi ha, lấy cái đó qua kìa. Chưa chưa. Qua rồi hả cô? Qua rồi. Không tới 2 giây. Ừ. Rồi bây giờ tới cái hộp này nè. Không tới 2 giây. Đó. Có cái hộp đó thì hơi lâu ha. Qua đó. Luôn. Qua rồi, qua rồi. 5 giây, 3 hộp trong 5 rồi giây nè, hả? Nè. 2 hộp. Lúc nãy con cô kêu con nè, 30 giây đó. Rồi qua rồi. Chưa cô, chưa kịp dứt lời nói đó mọi người. Rồi, cô kêu con quay á, con sợ nó lâu. Có nghĩa là con sợ nó lâu dữ lắm. Nè. Nên là nè. Dạ. À, cái hộp nhỏ này. Cái đó là làm nội tâm đó. Đó trời 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 đó. Trời. Đây. Chưa được 30 giây, lộn chưa được 2 giây, 3 giây à. Ừ. 2 3 giây à. À, những cái sản phẩm này là xỏ vô như vậy là thì đó là cái sản phẩm nhỏ để mà cho cả nhà thấy rằng là cái đó là xỏ quá đơn giản cái đó để làm được cái hạt bự này. Từ dây bự này là cái này thì làm ra này rất là dễ dàng. Bây giờ xỏ cái kim qua cọng chỉ này, lát nó xỏ con hạt với chiếc tàu rồi này kia cho mấy em đem về bánh coi luôn. Nè. Ơi, cho tôi mua dầu gì múc nha. Mua gì? Ờ. Năm xì. Xỏ cái kim qua luôn hả? Xỏ kim qua luôn. Trời ơi, cái gì cũng làm được mà sáng em hỏi chị có làm được hay không? Không có làm được gì đâu. Giấu hờ, giấu nghề. Giấu nghề. Giấu hờ đó. Chứ ba cái đồ quỷ gì. Xỏ kim hả? Xỏ kim. Xỏ kim đó. Bác còn xỏ cái kim trên chỗ là 2 phút cho kim.
Cái kim này nè là anh thấy ăn nó xỏ ở trên mà thạch động Hà Tiên chỗ cái ông sư đó ha, ông treo mà con hạt cái này kia cái kim đó ha, là anh thấy ăn xỏ rồi là ông kéo còn chỉ qua ông được, có biết nhiêu cộng không? 24 cộng đó, là ông để đó cho người ta coi đó, đó anh thấy ăn lên trên thạch động cái Hà Tiên màu vàng mà bây giờ nó chuyển lên màu xét luôn rồi. Vậy là mình đi lên trên đó, mình đi chùa hay sao mà trên, đi trên bán số Hà Tiên á, đi bán số hả? Rồi làm cho mấy ông sư trên chùa coi, mấy ông để làm kỷ niệm đó. Mà không có ngạc nhiên dữ không vô? Trời, người ta coi dữ lắm luôn. Như khách đi tham quan giả tài 111 cái kim như thế này luôn bự. Thì cái kim đó đó này nữa hả? Kim, mà xỏ thăm mấy công chỉ? Cái kim đó mà nhưng mà màu vàng. Bình thường cái kim này chị An sẽ nhỏ xỏ được bao nhiêu công chỉ? Muốn xỏ mấy công cũng được. Một luôn qua một lỗ kim ha. Một lỗ kim nó như nãy là 4-5 cộng đó nè, như này là 4-5 cộng. Nhiều cộng là xỏ hay lâu chứ. Một chút xỏ thử. Tại vì răng của nó bây giờ nó bị mẻ nó khó xỏ hơn một lần. Như mòn bớt rồi. Chứ một lần ha nó xỏ hả? Thôi mau dữ lắm luôn. Khả năng của con người là vô hạn mà. Tại vì cắn cắn cắn. Răng của nó bây giờ dứt nó hết rồi. Mốt có đi chương trình lớn gặp Chánh Thành cho đi theo idol chứ đó. Vậy nên mà mốt vô chương trình người bí ẩn. Đi thôi. Như chương trình gì giới thiệu cho Thúy An làm kiếm tiền làm cửa nhà ta. Với lại cộng đồng mạng không? Cô có thể chia sẻ ở đây. Thì cô cũng có thể nói với cộng đồng mạng là gì? Bây giờ cô cũng lớn tuổi lắm rồi, với lại cô với Dượng cũng bệnh hoạn rồi, nuôi Thúy An nó cũng rất là mòn mỏi rồi. Nhưng mà bây giờ gian dở toàn nhà cửa, chưa làm cửa não gì hết trơn. Thì cô cũng muốn làm có tiền, nhưng bây giờ cái cuộc sống thì giờ bệnh hoạn không ai làm gì hết. Xong rồi. Thì bây giờ cũng phải chịu bó tay, nếu nếu cộng đồng mạng không có giúp đỡ gì với cô được đó, thì cô rất cảm ơn dữ lắm. Không có cái gì bằng, không có cái gì bằng tình người hết. Dạ, tình người quan trọng là cái cuộc sống cho Thúy An khỏe mạnh rồi cô lại đủ sống là được rồi. Được rồi. Dạ. Đó là em xỏ cái kim qua. Đây là cái sản phẩm của chị Thúy An. Đây nè, cả cây kim thì đầu kim thì ở trên. Ở dưới này là cái hình bông mai, cái hình bánh ú với lại những cái bông hoa mà chị xỏ lúc nãy. Quá tuyệt chị An ơi. Rồi con chúc cô sức khỏe, luôn có sức khỏe tốt để chăm sóc cho Thúy An, cũng như là còn chú với lại khoảng thời gian dài nữa. Thì cô cũng chúc cho hai cháu được được nhiều sức khỏe, đi chia sẻ những cái khó khăn của xã hội. Dạ. Và nếu xã hội có giúp đỡ gì được cho gia đình của Thúy An thì cô rất là cảm ơn.